Đây là hình ảnh tại một buổi giới thiệu các sản phẩm nông sản Hàn Quốc đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Tại đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc mang đến nhiều sản phẩm nông sản đã qua chế biến như đồ uống lô hội, mướp đắng, dâu tây, kim chi, phúc bổn tử. Điều đặc biệt là hầu hết các sản phẩm này đều được chứng nhận chất lượng sản phẩm như doanh nghiệp hội tụ nông thôn, chứng nhận FDI, chứng nhận đạt tiêu chuẩn được kiểm soát HAC, do đó đã gây được sự chú ý cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chỉ trong buổi làm việc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại lên đến gần 2 triệu đô la Mỹ. 그러나 우리 함양의 농산물은 chúng tôi muốn đưa đến thị trường Việt Nam những sản phẩm đạt chất lượng cao. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất tại môi trường tự nhiên, rất trong lành, có lợi cho sức khỏe và không sử dụng các loại hóa chất, hóa học. Chúng tôi mong muốn tìm được đối tác nhập khẩu và phân phối trực tiếp ở Việt Nam để giảm chi phí trung gian, logistics, giảm giá bán so với sản phẩm bán tại siêu thị Lotte Mart. Các sản phẩm của chúng tôi hiện đang tiêu thụ tốt tại Úc, Nhật Bản và tôi cũng tin rằng sẽ được đón nhận tại Việt Nam. Thị trường Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của ngành thực phẩm và nông sản Hàn Quốc. Đặc biệt, dân số Việt Nam rất đông và tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi dưới 30 chiếm tới một nửa. Chúng tôi hy vọng thông qua trào lưu yêu thích văn hóa Hàn Quốc của giới trẻ Việt Nam có thể mở rộng hơn nữa thị trường các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp Hàn Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản sang Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, chỉ trong 4 tháng đầu năm, các sản phẩm nông sản Hàn Quốc xuất khẩu sang Việt Nam tăng mạnh. Tiêu biểu như nhóm hàng rau quả đạt 2,53 triệu đô la Mỹ, tăng 55%, chế phẩm thực phẩm đạt 6,78 triệu đô la Mỹ, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng, ngoài các mặt hàng thế mạnh như linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, nguyên phụ liệu dệt may, thì hiện các sản phẩm nông sản đang là sự thay đổi lớn trong cơ cấu xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam. Có thể nói là hiện tượng mà có một sự thay đổi rất là mạnh mẽ cái cơ cấu xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam. Không phải chỉ có hàng điện máy, hàng công nghệ cao, mà còn cả những hàng nông nghiệp, nhất là những hàng nông nghiệp chế biến và sạch. Cho thấy là Việt Nam là một cái thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. Thứ hai nữa là đây cũng là cái kết quả của cái ký FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và cái thứ ba nữa là cũng cho thấy cái nhu cầu của thị trường Việt Nam về những hàng sạch, về những hàng chế biến. Đại diện phía Hàn Quốc cũng cho biết, Hàn Quốc không phải là quốc gia có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu nông sản, khi mà ngành nông nghiệp chỉ chiếm 2,5% GDP, với 5% người dân làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Hàn Quốc phụ thuộc khoảng 70% vào nhập khẩu nông sản, tuy nhiên lại là quốc gia rất khắt khe trong việc đảm bảo các tiêu chí về thực phẩm sạch, chất lượng nên dễ tạo được thương hiệu. Và việc nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Hàn Quốc do địa lý không tốt, lại là khu vực có khí hậu lạnh nên trồng trọt khá là khó khăn, nhưng mà công nghệ và kỹ thuật sản xuất là thế mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc. Người nông dân cũng được hướng dẫn các kỹ thuật bảo quản nông sản, các nhà máy đầu tư lớn vào khâu chế biến nông sản, vận chuyển. Các sản phẩm được giới thiệu tại Việt Nam lần này đều là những sản phẩm chất lượng, được chứng nhận rõ ràng. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, các bạn sẽ bắt gặp thêm nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm của Hàn Quốc trong các siêu thị, cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam. Hiện FTA Việt Nam-Hàn Quốc đã có hiệu lực, đang tạo điều kiện cho nhiều hơn những sản phẩm của Hàn Quốc có mặt tại Việt Nam. Thuế quan giảm khiến giá nhập sản phẩm giảm, giá bán đến người tiêu dùng Việt Nam cũng rẻ hơn. Doanh nghiệp Hàn Quốc đang tận dụng tất cả các lợi thế này để đưa sản phẩm nông sản của mình tấn công mạnh hơn nữa vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam có hình thái thời tiết và thổ nhưỡng khá thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, nên sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam khá phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm nông sản Việt Nam hiện chưa tạo được thương hiệu ngay cả ở thị trường trong nước, bởi còn khá yếu ở khâu chế biến, đóng gói, bảo quản. Trong khi đó, các sản phẩm nông sản Hàn Quốc được giới thiệu đến Việt Nam có hình thức rất bắt mắt và có những chứng nhận về chất lượng. Điều này đang tạo ra một thách thức không nhỏ cho hàng nông sản trong nước. Cũng là một cái thách thức, tại vì chúng ta cũng có nông sản, cũng có nông nghiệp, nhưng mà chúng ta chưa có một cái cách thức tiếp cận với các cái người sử dụng cho đúng nghĩa là nông nghiệp sạch.
chúng ta vấn đề nông nghiệp sạch chúng ta đang làm một cách rất minh mẫn, mỗi nơi một kiểu khác nhau. Do đó nếu mà chúng ta để cho một cái thị trường nông nghiệp sạch mà trong đó các cái yếu tố nước ngoài chiếm nhiều hơn thì chúng ta sẽ mất đi các cái cơ hội mà nông nghiệp ở trong nước phát triển. Các doanh nghiệp cho rằng Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh sản xuất theo nền nông nghiệp sạch, tuy nhiên vẫn chưa có sự phát triển đầu tư bài bản. Nhiều ý kiến nhận định việc các doanh nghiệp Hàn Quốc đưa nông sản sạch vào Việt Nam không đơn thuần là một thách thức mà còn là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm và được chuyển giao công nghệ trong sản xuất sạch. Điểm quan trọng là các doanh nghiệp phải chủ động tiếp cận và thay đổi tư duy sản xuất. Doanh nghiệp Hàn Quốc họ đầu tư trực tiếp hay là họ trồng hoặc là họ thu mua hoặc là họ xuất sang Việt Nam, nhưng mà thì đúng là cũng là cái vấn đề để cạnh tranh rất lớn. Công ty cũng biết vấn đề, cũng đẩy mạnh cái bằng cái sản xuất và cái chất lượng để cạnh tranh lại những hàng hóa. Rồi ngoài những cái đấy thì cũng có một số các chiến lược về giá thành rồi tiếp cận khách hàng thì để cạnh tranh lại. Đối với một số doanh nghiệp trong nước Việt Nam thì phải có một cái cạnh tranh nhiều hơn, vì mặt hàng của Hàn Quốc tương đối chất lượng tốt hơn với giá cả tốt. Thế như vậy mang lại rất nhiều sản phẩm từ Hàn Quốc sang về Việt Nam, đổ vào Việt Nam với giá rẻ. Thế thì lúc đó thì công ty Việt Nam thật sự phải cố gắng hơn nữa để cạnh tranh với sản phẩm của Hàn Quốc với giá tốt nữa. Do vậy thì đối với công ty Việt Nam thì phải đây là một cái vừa là cơ hội vừa là thách thức, nhưng mà thách thức đó mà nếu mà vượt qua được cái thách thức đó sẽ trở thành là một cái những cái doanh nghiệp có thể cạnh tranh được cả thế giới luôn. Theo các chuyên gia, một trong những thành công của sản phẩm Hàn Quốc là các doanh nghiệp nước này chú ý đến khâu quảng bá. Đây cũng là điều các doanh nghiệp nông sản Việt Nam cần học hỏi. Với lợi thế sân nhà, dễ nắm bắt được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong nước. Nếu có chiến lược quảng bá tốt thì sẽ thu hút được khách hàng và nâng cao tính cạnh tranh. Chúng tôi cho rằng là các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nghiên cứu thật kỹ những cái cách thức, các sản phẩm, các tiêu chí và kể cả cách quảng bá của hàng nông sản Hàn Quốc khi sang Việt Nam. Rõ ràng là những cái nguyên liệu nó không khác biệt với Việt Nam bao nhiêu, nhưng mà họ tạo ra được một cái làn sóng chờ đợi, chờ đón, hoan nghênh và đặc biệt là thu được lợi nhuận cao cũng như là giá trị tăng lớn. Để mà cho thấy rõ ràng là các doanh nghiệp Việt phải tập trung chú ý vào vấn đề, một là đảm bảo cái tính chất xuất xứ sạch sẽ, thứ hai nữa là chế biến phù hợp với khẩu vị, và cái thứ ba nữa là quảng bá hấp dẫn cộng với vấn đề về khuyến mại và những cái hoạt động mang tính chất gọi là chăm sóc người tiêu dùng khác. Tất cả những điều đó sẽ giúp cho người Việt sẽ quay trở lại hoặc là tìm đến hàng Việt nhiều hơn trong bối cảnh có rất nhiều sự lựa chọn thời gian tới đây. Như vậy, trước làn sóng các doanh nghiệp nông sản Hàn Quốc đang dồn đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội giao thương sẽ tạo sức ép không nhỏ cho doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp tận dụng được lợi thế cạnh tranh, biết kết hợp thế mạnh về nguồn nông sản đa dạng trong nước với kinh nghiệm chế biến và cách thức xây dựng thương hiệu của Hàn Quốc, sẽ cho ra đời những dòng sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường nội địa Việt Nam và cả trên trường quốc tế.